đến với kênh YouTube của Vinh Thành Audio, và hôm nay xin giới thiệu với mọi người về một đôi loa cột của hãng JBL. Thì nó sẽ có cấu tạo là gồm hai bass 25 và một cái loa mid là 10cm và một cái loa chép là 2cm, và có thiết kế là lỗ thông hơi. Chất âm của những cái dòng này thì rất là thoát nha, và nó sẽ có cái công suất cực khỏe lên tới là 250W một loa như thế này. Và cái chiều cao của nó là cực khủng luôn, cái chiều cao tổng của nó là gần hơn 1m, và chiều ngang là 36cm và chiều sâu là 30cm, và trọng lượng của một loa là 25kg. Và về thông số cái dãy tần của nó là từ 37Hz cho tới 20kHz, và độ nhạy là 91dB, nên anh em rất là dễ ghép loa nha. Rồi sau đây thì em sẽ test một đoạn thanh để anh em có thể thưởng thức về chất âm của đôi loa JBL, và dòng này được sản xuất tại Mexico nha. Đây là trên phần nóc lo, còn liền là góc cạnh hết nha. Và đây là cái mặt lưới của chiếc lo bên tay trái đây. Đây căng còn liền là hết luôn. Đây căng bằng khung nhựa nha, rất là dễ dàng vệ sinh nha nè. Và đây là các tiếng lo nha. Phần cao su này là nguyên zin hết luôn nha. Lỗ thông hơi rất là thoát nha, hai bass 25 bằng đặc biệt nha. Các tiếng loa còn khá là đẹp, và đây là cái góc bên hông đây. Và một cái góc bên đây của loa. Và phần sau lưng của loa đây. Cái cặp loa bắp chuối đẳng cấp nha. Đây là thông số của loa nha, ND312 là mã nha. Và cái nhãn của nó đây, Semi in Mexico nha, lắp ráp tại Mexico. Đây là chiếc loa bên phải nha em, góc cạnh còn liền lạc đẹp hết nha. Đây là cái lưới ở căng của nó nha, còn đẹp hết nha. Cắt tiếng lo. Nó lọt tắt hơi. Và đây là mặt hông của máy. Mặt lưng của lo này. Thông số của loa nha. Và đây là một vài thông tin kỹ thuật của cặp loa JBL ND310 hay là mã. Hệ thống loa 3 quay với cái hai loa bass là 254mm.
Và đây là loa sàn đứng, được thiết kế là hai loa bass 254 mm. Và cái màn loa bass bằng sợi body bass, đây là sợi phủ cellulo, phủ polymer. Đây là kỹ thuật truyền thống của hãng JBL, thì nó sẽ có cùng công nghệ với những cái thiết bị chuyên nghiệp của hãng JBL, được sử dụng trong sân vận động và hội trường chuyên nghiệp. Và cuộn dây thì cuộn dây loa thì nó được thiết kế bằng loại là Kapton, chịu được nhiệt độ cao. Và cái cấu trúc là Heatscape cho phép cái loa này thì hoạt động ở mọi thể loại phim và nhạc một cách rất là dễ dàng với cái công suất khá cao 250W. Và với cái vách ngăn ISO Power thì nó sẽ có nhiễu xạ và hướng công suất âm thanh vào phòng, giảm hiện tượng méo do rung động từ bên trong thùng ra, nên cái chất âm nó rất là vững, rõ ràng và không bị méo tiếng. Và nó phát hành vào tháng 2 năm 2002. Và thông số kỹ thuật của cặp loa JBL là ND310 2 la mã. Trở kháng nó là 8 ohm và công suất của nó tối đa là 250W. Cái dải tần số là từ 37Hz cho tới 20kHz. Độ nhạy là 91 dB. Và nó sẽ bao gồm là hai bass 254 mm, cái màn bằng body bass được che chắn bằng từ, và cái loa mic là 102 mm, và cái loa chép là 19 mm phụ titan. Đây là cái kích thước phụ bao bì, đóng bao bì của nó. Và về kích thước của loa thì nó sẽ có chiều cao là 1067 mm, và chiều rộng là 368 mm, và chiều cao là 305 mm. Cân nặng mỗi một loa là 25 kg một loa. Và đây là sơ đồ đấu dây điện của loa. Loa chép tần số cao, loa mid và hai loa bass được truyền tới cái bộ phân tần. Và đây là cái sơ đồ màu dây và cái sơ đồ về bộ mạch phân tần. Và đây là sơ đồ lắp đặt từng chi tiết bộ phận của loa JBL ND310 2 la mã. Hãng đã trình bày chi tiết về tất cả những cấu tạo và bộ phận để lắp đặt thành cái cặp loa JBL đẳng cấp nha. Loa JBL ND310 2 la mã thì anh em có thể chơi đa thể loại nhạc trong một cái không gian phòng lớn luôn nha anh em. Với hai bass 25 đánh khá là khỏe. Và đặc biệt là với cái dòng này vẫn hát karaoke tốt luôn nha anh em. Và với đôi loa JBL ND310 2 la mã thì em sẽ bán với giá là 13.700.000 đồng, giá chưa bao gồm phí vận chuyển nha anh em. Thì xin cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh Vinh Thành Audio. Nếu như anh em yêu quý mà chưa đăng ký thì vui lòng nhấn nút đăng ký màu đỏ phía dưới màn hình để luôn nhận được những video mới nhất và nhanh nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.